Cô xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với bài giảng tin học lớp 12 của trường Trung học phổ thông Khoái Châu. Chúng ta đã kết thúc chương 3 ở bài 11 các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ. Trong các bài giảng tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chương 4 kiến trúc và bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu. Trong chương 4 có hai bài lý thuyết, đó là bài 12 các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu và bài 13 bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu. Trong video ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài 12 các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu. Bài 12 có hai nội dung chính, đó là 1. Các hệ cơ sở dữ liệu tập trung, 2. Các hệ cơ sở dữ liệu phân tán. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung bài. Kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu trong thực tế được chia ra làm hai loại kiến trúc, đó chính là kiến trúc hệ cơ sở dữ liệu tập trung và kiến trúc hệ cơ sở dữ liệu phân tán. Tùy thuộc vào quy mô và đặc thù hoạt động mà mỗi tổ chức có thể lựa chọn loại kiến trúc hệ cơ sở dữ liệu tập trung hay hệ cơ sở dữ liệu phân tán sao cho phù hợp với sự hoạt động của đơn vị hay là tổ chức của mình. Các em đang quan sát trên màn ảnh, đó là các hình ảnh minh họa các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu. Trong đó, ba hình A, B, C là kiến trúc tập trung và hình ảnh D là kiến trúc phân tán. Vậy đặc điểm của từng loại kiến trúc này như thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Một nhỏ, các hệ cơ sở dữ liệu tập trung. Nhìn vào hình ảnh minh họa, các em thấy hệ cơ sở dữ liệu tập trung có những cái đặc điểm chung như thế nào? Em quan sát. Hình ảnh thứ hai, cơ sở dữ liệu có rất nhiều máy tính trong mạng nhưng chỉ có một máy là đặt cơ sở dữ liệu. Hay hình ảnh này, có máy chủ là chứa cơ sở dữ liệu. Vậy đặc điểm chung của hệ cơ sở dữ liệu tập trung đó là toàn bộ dữ liệu được lưu trữ tại một máy hoặc một dàn máy. Người dùng từ xa có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu thông qua các thiết bị máy tính và phương tiện truyền thông dữ liệu. Các kiểu kiến trúc tập trung có 3 kiểu, đó là hệ cơ sở dữ liệu cá nhân. Đây là nội dung mà Bộ Giáo dục đã giảng tải. Chúng ta sẽ không tìm hiểu trong video này, các em có thể tự tìm hiểu trong sách giáo khoa. Kiểu kiến trúc thứ hai đó là hệ cơ sở dữ liệu trung tâm và hệ cơ sở dữ liệu khách chủ. Vậy đặc điểm của từng kiểu kiến trúc tập trung như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt trong các nội dung. A. Hệ cơ sở dữ liệu trung tâm. Đây là hình ảnh minh họa hệ cơ sở dữ liệu trung tâm. Khi các em quan sát hình thì các em thấy hệ cơ sở dữ liệu trung tâm có những đặc trưng chính như thế nào? Cơ sở dữ liệu được đặt tại một máy trong mạng, và máy tính này thì gọi là máy tính trung tâm, và có rất nhiều các máy khác trong mạng có thể truy cập đến máy tính trung tâm để lấy dữ liệu. Vậy đặc điểm của hệ cơ sở dữ liệu trung tâm, thứ nhất là hệ cơ sở dữ liệu được lưu trữ cài đặt trên máy tính trung tâm. Máy tính trung tâm có thể là một máy hoặc một dàn máy. Cái điều này phụ thuộc vào quy mô hoạt động của từng tổ chức mà máy tính trung tâm có thể là một máy hoặc là một dàn máy. Nhiều người dùng từ xa có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu này thông qua các thiết bị đầu cuối, chính là các cái máy tính và các thiết bị tin học cùng với cả các phương tiện truyền thông. Đấy là các cái thiết bị để truy cập vào cơ sở dữ liệu ở máy tính trung tâm. Các hệ cơ sở dữ liệu trung tâm thường là rất lớn và có nhiều người dùng. Trong thực tế thì hệ thống đăng ký và bán vé máy bay đã sử dụng hệ cơ sở dữ liệu trung tâm để quản lý cơ sở dữ liệu của mình. Hay các cái đơn vị tổ chức tài chính như là hệ thống thông tin của một ngân hàng nào đó thì cũng thường là sử dụng kiến trúc trung tâm để quản lý cơ sở dữ liệu của đơn vị mình. Chúng ta cùng chuyển sang
Nội dung tiếp theo của bài học B nhỏ hệ cơ sở dữ liệu khách chủ. Trên hình là hình ảnh mô tả về hệ cơ sở dữ liệu khách chủ. Khi quan sát hình thì các em thấy hệ cơ sở dữ liệu khách chủ có những cái đặc trưng như thế nào? Các em thấy nó bao gồm máy chủ này, bao gồm máy khách, và giữa máy chủ và máy khách có thể trao đổi dữ liệu với nhau thông qua mạng. Vậy đặc trưng của hệ cơ sở dữ liệu khách chủ đó là toàn bộ dữ liệu được lưu trữ ở máy chủ, toàn bộ dữ liệu được lưu trữ ở máy chủ. Các máy tính trong hệ cơ sở dữ liệu, các máy khách, các máy tính trong hệ cơ sở dữ liệu thì tương tác với nhau tạo lên một hệ thống gồm hai thành phần. Đó là thành phần cung cấp tài nguyên được đặt ở máy chủ và thành phần yêu cầu tài nguyên được đặt ở máy khách. Vậy để hệ cơ sở dữ liệu hoạt động được, để kiến trúc khách chủ hoạt động thì cần phải có hai cái thành phần này, thành phần cung cấp tài nguyên và thành phần yêu cầu tài nguyên. Hai thành phần này hoạt động như thế nào? Chúng ta tìm hiểu nội dung tiếp theo. Thành phần yêu cầu tài nguyên thì được cài đặt tại nhiều máy khách trên mạng. Máy khách này hay còn gọi là máy client. Nhiệm vụ của thành phần yêu cầu tài nguyên hay nhiệm vụ của máy khách đó là tiếp nhận yêu cầu của người dùng, sau đó xử lý yêu cầu đó, rồi gửi thông báo đến máy chủ yêu cầu tài nguyên, yêu cầu máy chủ cấp tài nguyên cho mình để xử lý thông tin mà người dùng đưa đến. Sau khi gửi yêu cầu đến máy chủ thì máy khách sẽ chờ và nhận trả lời từ máy chủ, cuối cùng là định dạng dữ liệu rồi đưa ra cho người dùng. Đấy là nhiệm vụ cũng như là sự hoạt động của máy khách được cài đặt thành phần yêu cầu tài nguyên. Thành phần cấp tài nguyên thì thường đặt tại máy chủ hay còn gọi là máy server ở trên mạng cục bộ. Nhiệm vụ của thành phần cấp tài nguyên đó là tiếp nhận yêu cầu truy vấn thông tin từ máy khách, sau đó xử lý, rồi cuối cùng là gửi trả kết quả đến cho máy khách. Vậy hệ cơ sở dữ liệu khách chủ thì có những ưu điểm như thế nào? Ưu điểm thứ nhất đó là nâng cao khả năng thực hiện. Các CPU của máy chủ và máy khách khác nhau, có thể cùng hoạt động song song. Mỗi CPU thực hiện một nhiệm vụ, do đó cái khả năng thực hiện công việc nó được nâng lên rất nhiều. Ưu điểm thứ hai, chi phí cho phần cứng giảm, do chỉ cần máy chủ có cấu hình đủ mạnh để lưu trữ và quản trị cơ sở dữ liệu. Ưu điểm thứ ba, đó là dễ dàng bổ sung thêm máy khách. Chúng ta chuyển sang nội dung tiếp theo của bài học. Hai nhỏ, các hệ cơ sở dữ liệu phân tán. Các em đang được quan sát hình ảnh mô tả về hệ cơ sở dữ liệu phân tán. Vậy đặc điểm cơ bản của hệ cơ sở dữ liệu phân tán là gì? Các em quan sát hình, chúng ta thấy đặc điểm cơ bản của hệ cơ sở dữ liệu phân tán đó là dữ liệu không tập trung ở một máy mà được lưu trữ trên nhiều máy ở những vị trí khác nhau trên mạng. Và các cái vị trí đó người ta gọi là các cơ sở dữ liệu con, hay còn gọi là các nút trên mạng phân tán. Mỗi nút chứa một cơ sở dữ liệu cùng với hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Một yêu cầu truy vấn thì có thể sử dụng dữ liệu từ nhiều nơi. Ví dụ như một yêu cầu truy vấn ở nút mạng này có thể lấy dữ liệu từ các nút mạng khác. Đấy là đặc điểm chung cơ bản của hệ cơ sở dữ liệu phân tán. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết hơn về hệ cơ sở dữ liệu phân tán. A. Khái niệm cơ sở dữ liệu phân tán. Đây là hình ảnh của cơ sở dữ liệu phân tán.
Khái niệm. Cơ sở dữ liệu phân tán là một tập hợp dữ liệu có liên quan về mặt logic nhưng được dùng chung và phân tán về mặt vật lý trên một mạng máy tính. Cô giáo đang nhấn mạnh tại các vị trí nút mạng có rất nhiều cơ sở dữ liệu. Vậy về mặt vật lý thì cơ sở dữ liệu này đã được chia ra nhiều nút mạng trên toàn bộ hệ thống. Cơ sở dữ liệu được chia nhỏ trên toàn bộ hệ thống. Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán là một hệ thống phần mềm cho phép quản trị cơ sở dữ liệu phân tán và làm cho người dùng không nhận thấy sự phân tán. Vậy cấu trúc của hệ cơ sở dữ liệu phân tán tương đối phức tạp. Ngoài cái việc quản trị cơ sở dữ liệu, nó còn có một nhiệm vụ nữa, đó là làm cho người dùng không nhận thấy sự phân tán, hay còn gọi là làm trong suốt sự phân tán. Ví dụ như người dùng ở trạm cơ sở dữ liệu này, ở trạm cơ sở dữ liệu A mà muốn lấy dữ liệu ở cơ sở dữ liệu B thì hoàn toàn có thể yêu cầu đến cơ sở dữ liệu B để cấp dữ liệu, nhưng bản thân người đang làm việc ở cơ sở dữ liệu A thì không nghĩ rằng mình đang lấy dữ liệu từ một nút con khác mà nghĩ rằng dữ liệu đó đang đặt tại trạm của mình. Thì đấy chính là nhiệm vụ của hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán, làm trong suốt sự phân tán. Vậy, hệ cơ sở dữ liệu phân tán được chia thành những loại nào? Hệ cơ sở dữ liệu phân tán được chia làm hai loại chính, đó là hệ cơ sở dữ liệu phân tán thuần nhất và hệ cơ sở dữ liệu phân tán hỗn hợp. Đối với hệ cơ sở dữ liệu phân tán thuần nhất là các nút trên mạng đều dùng chung một hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Còn đối với hệ cơ sở dữ liệu phân tán hỗn hợp thì các nút mạng có thể dùng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau. Đấy là hai cái đặc trưng lớn nhất của hệ cơ sở dữ liệu thuần nhất và hỗn hợp. Vậy khi làm việc với cơ sở dữ liệu phân tán, người dùng cần phải làm như thế nào? Chúng ta tìm hiểu nội dung tiếp theo. Người dùng muốn truy cập vào cơ sở dữ liệu phân tán cần phải thông qua một cái chương trình ứng dụng. Và chương trình ứng dụng này được phân ra làm hai loại, đó là chương trình không yêu cầu dữ liệu từ nơi khác, tức là chương trình lấy trực tiếp cái dữ liệu từ trạm con của mình, và một chương trình thứ hai, đó là chương trình có yêu cầu dữ liệu từ nơi khác. Chương trình này là gửi đến các trạm khác để yêu cầu lấy dữ liệu. Đây là hai cái chương trình ứng dụng được sử dụng trong hệ cơ sở dữ liệu phân tán. Trong nội dung bài hôm nay, chúng ta cần phân biệt cơ sở dữ liệu phân tán với xử lý phân tán. Đây là hình ảnh về hai khái niệm này. Cơ sở dữ liệu phân tán là các dữ liệu được chia ra đặt ở những trạm khác nhau trên mạng. Phân tán. Đây, các bạn quan sát, cơ sở dữ liệu được chia nhỏ trên mạng, gọi là cơ sở dữ liệu phân tán, chia nhỏ về mặt vật lý trên mạng. Còn hệ cơ sở dữ liệu tập trung xử lý phân tán, dữ liệu lại được tập trung tại một trạm và những người dùng ở trên các trạm khác có thể cùng nhau truy cập đến trạm này để xử lý dữ liệu. Người ta gọi là cơ sở dữ liệu tập trung xử lý phân tán. Đây là hai đặc trưng chính của hai khái niệm này, chúng ta cần nhớ để phân biệt. Nội dung tiếp theo, B, một số ưu điểm và hạn chế của các hệ cơ sở dữ liệu phân tán. Ưu điểm: cấu trúc phân tán dữ liệu thích hợp cho bản chất phân tán của nhiều người dùng.
dữ liệu được chia sẻ trên mạng nhưng vẫn cho phép quản trị dữ liệu địa phương. Điều này có nghĩa là khi một trạm khác gửi yêu cầu đến trạm của mình lấy dữ liệu thì tại trạm đó có quyền cấp hay không cấp dữ liệu cho trạm đã gửi yêu cầu. Đấy chính là cái đặc trưng của cơ sở dữ liệu phân tán vẫn cho phép quản trị dữ liệu địa phương. Ưu điểm thứ 3, dữ liệu có tính tin cậy cao. Đối với hệ cơ sở dữ liệu phân tán thì thông tin được đưa lên mạng có tính tin cậy rất lớn, nó thể hiện tính minh bạch về thông tin rất cao, cho phép mở rộng các tổ chức một cách linh hoạt. Hạn chế của cơ sở dữ liệu phân tán: hệ thống phức tạp hơn, đây là hạn chế lớn nhất của hệ cơ sở dữ liệu phân tán, hệ thống rất là phức tạp. Quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán phức tạp, chi phí cao. Chính vì hệ cơ sở dữ liệu phân tán phức tạp nên cái sự phát triển của hệ cơ sở dữ liệu phân tán vẫn còn rất hạn chế, nhưng trong tương lai chắc chắn sẽ phát triển mạnh về hệ cơ sở dữ liệu phân tán. Một hạn chế nữa đó là việc đảm bảo an ninh khó khăn. Vì thiết kế cơ sở dữ liệu phức tạp nên cái quá trình xây dựng cho việc an ninh của thông tin có phần khó khăn hơn so với hệ cơ sở dữ liệu tập trung. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong bài 12. Vậy bài 12 kiến trúc các hệ cơ sở dữ liệu phân tán, các em cần nhớ cho cô có hai loại kiến trúc, đó là kiến trúc hệ cơ sở dữ liệu tập trung và kiến trúc phân tán. Hệ cơ sở dữ liệu tập trung gồm hai loại, đó là hệ cơ sở dữ liệu trung tâm và hệ cơ sở dữ liệu khách chủ. Đặc trưng của hệ cơ sở dữ liệu tập trung đó là toàn bộ dữ liệu được lưu trữ ở một máy hoặc một dàn máy. Người dùng từ xa có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu này để xử lý thông tin. Hệ thống thông tin trong hệ cơ sở dữ liệu tập trung thì không phức tạp, tính an toàn thì chưa cao, chưa tuyệt đối an toàn, chi phí thì thấp, chi phí ở mức thấp và có thể sử dụng, có thể áp dụng được. Đối với hệ cơ sở dữ liệu phân tán thì gồm hệ cơ sở dữ liệu thuần nhất và hệ cơ sở dữ liệu hỗn hợp. Đặc trưng chính của hệ cơ sở dữ liệu phân tán đó là dữ liệu thì phân tán về mặt vật lý ở nhiều nơi trên mạng. Người dùng truy cập vào cơ sở dữ liệu thì thông qua chương trình ứng dụng, có yêu cầu dữ liệu từ nơi khác, không yêu cầu dữ liệu từ nơi khác. Đặc trưng tiếp theo đó là hệ thống thì rất là phức tạp, để đảm bảo an ninh có phần khó khăn hơn so với hệ cơ sở dữ liệu tập trung, và chi phí cho kiến trúc phân tán là tương đối cao. Về nhà, các em học lại bài, làm bài tập 1, 2, 3 trong sách giáo khoa trang 100. Chuẩn bị trước cho cô bài 13, bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu. Và các bạn làm thêm cho cô hai câu hỏi trắc nghiệm sau. Câu 1, hệ thống đăng ký và bán vé máy bay thì sử dụng kiến trúc hệ cơ sở dữ liệu nào? A, phân tán. B, khách chủ. C, trung tâm. Và D, là cá nhân. Câu hỏi trắc nghiệm thứ 2, khi dữ liệu tập trung tại một trạm thì những người dùng trên các trạm khác có thể truy cập được dữ liệu này, thì ta nói đó là hệ cơ sở dữ liệu gì? Hệ cơ sở dữ liệu phân tán xử lý tập trung hay hệ cơ sở dữ liệu tập trung xử lý phân tán? Hệ cơ sở dữ liệu phân tán hay hệ cơ sở dữ liệu cá nhân? Thì các em ghi lại hai câu hỏi này và làm, sau đó chụp gửi cho giáo viên dạy tin của mình. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cô chúc các em có thật nhiều sức khỏe và có thành tích cao trong học tập. Cô tạm biệt các em.